Nhiều người từng nghĩ rằng bán xe sang siêu xe thì không cần doanh số cao, có khi bán được một chiếc xe vài chục tỷ là đủ ăn cả năm. Thế nhưng thực tế kinh doanh lại không hề dễ dàng như vậy. Trên thị trường xe siêu sang nhập khẩu, Auto 568 của CEO Đào Nguyên là một cái tên khá nổi tiếng, chuyên cung cấp các dòng xe cho giới thượng lưu như Rolls-Royce, Ferrari, Bentley, Porsche, Jaguar, Land Rover, Audi, Lexus, Mercedes-Benz, BMW, Maserati, v.v. Đơn vị này còn gây chú ý khi sở hữu trong tay nhiều phiên bản xe giới hạn hiếm có trên thế giới. Có rất nhiều khách hàng là đại gia, nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam đến mua xe. Tuy nhiên, các chỉ số tài chính của Auto 568 vài năm gần đây lại không mấy khả quan. Theo đó, năm đầu tiên khi công ty đi vào hoạt động, doanh thu ở mức hơn 11 tỷ đồng. Sau đó một năm, doanh thu đã tăng mạnh lên mức hơn 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2020, doanh thu bất ngờ sụt giảm nghiêm trọng về mức hơn 4 tỷ đồng. Đến năm 2022, doanh thu hồi phục trở về mức trên 20 tỷ đồng. Nhưng đến năm 2023, doanh thu tiếp tục bốc hơi chỉ còn hơn 5 tỷ đồng. Điều này cho thấy trong cả một năm, đơn vị này có lẽ chỉ bán được 1 đến 2 chiếc xe siêu sang hoặc vài chiếc xe sang. Sau khi trừ giá nhập xe về, tiền lãi thì chẳng thấy đâu mà còn lỗ lũy kế gần 900 triệu đồng. Một trong những lý do lỗ vốn là thanh khoản chậm, trong khi chi phí bảo dưỡng chăm sóc xe sang quá lớn. Mặc dù vậy, không ít người cũng cho rằng có lẽ những ông chủ Auto 568 làm vì đam mê, chứ cũng chẳng quan tâm nhiều đến doanh thu của công ty. Họ có nhiều cơ hội làm giàu hơn nhờ việc giao lưu hợp tác với các đại gia và những người nổi tiếng.